hôm nay là ngày trong tuần đó, thứ năm thứ tư mình không có làm biến đi ăn, nhà mình lấy nóng á, hai chồng đi ăn nhà hàng tiếp. Hai cháu mai quay phim như bầu trời Cali, cái này bầu trời Cali quay có tiền không em? Chanh mà anh ăn, anh làm muối chanh. Giờ nó chanh cái nước khác nó mắc lắm nha.